kết đánh giá kết quả công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ qua, làm rõ những kết quả đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội như thế này. Tôi trân trọng tiếp thu những ý kiến tham gia và chỉ đạo.